Người thứ ba. Thú thực là tôi cho rằng sáng mắt ra quan trọng hơn. Bởi vì rằng cái xoa rượu chữa đau thì nhiều người làm được lắm. An ủi thì bao giờ cũng đông. Nhưng mà chỉ cho họ là họ sai chỗ nào và chỉ cho họ là họ phải như thế nào thì họ không lựa chọn MC chương trình mà họ lựa chọn cái thái độ của mình. Họ có dám nói hay không? Nhưng tin tưởng với tôi xưa nay nói thật lòng là tôi cũng có một cái tiếng. Đó là tôi luôn luôn hay bênh vực những người phụ nữ. Anh có cảm thấy áp lực hay đắn đo khi nhận lời mời làm MC chương trình Người Thứ Ba thay thế chị Tonya không? Không, tôi không có áp lực đâu. Tại vì tôi thân với chị Tonya mà tôi cũng biết là chị Tonya là một người rất là giỏi. Và chị Tonya là một phụ nữ nữa. Cho nên là chị có những cái tâm sự và chị có những khuyên can với phụ nữ tôi nghĩ là hợp lý. Nhưng mà tuy nhiên là đàn ông ấy thì tôi lại có thể là tôi sẽ đưa ra những cái đánh giá khác. Và tôi cho rằng là chị Tonya sẽ khuyên những điều hợp lý hơn. Nhưng tôi thì sẽ khuyên những điều nó táo bạo hơn. Theo anh, Người Thứ Ba đáng thương hay đáng trách? Nói chung về cơ bản thì nghe Người Thứ Ba người ta nghĩ ngay là một kẻ phá hoại của người khác. Và chúng ta nếu mà nói rằng chúng ta xây dựng một cái chương trình để mà bao biện cho cái chuyện đấy thì quả là sẽ không được cái ủng hộ của dư luận xã hội. Tuy nhiên trong một số hoàn cảnh đặc biệt và một số những cái cá nhân cụ thể thì cái Người Thứ Ba cần phải xem xét với một cái góc độ nhân đạo và một cái góc độ tha thứ nhiều hơn đấy. Không đơn giản nó chỉ là một cái công thức cho cái việc ấy đâu. Theo anh Hoàng, nếu một người vô tình trở thành người thứ ba thì người đó nên làm gì? Khi ai đó vô tình chúng ta trở thành người thứ ba, thứ nhất là chúng ta phải nghĩ đến cái hạnh phúc của người khác. Bởi vì làm người thứ ba đôi khi hấp dẫn lắm đấy nha. Tôi nói trước điều đấy. Nếu không hấp dẫn thì nó đã không tồn tại mãi mãi và nó không xảy ra không biết bao nhiêu cái câu chuyện. Nên chúng ta phải cố gắng tôn trọng cái hạnh phúc của người khác. Và thứ hai là chúng ta phải cố gắng kìm hãm những cái ham muốn của mình. Thế thôi. Đa số nhân vật của Người Thứ Ba đều lên đây để kể tội người đàn ông của họ. Vậy thì liệu họ có sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của mình với một người đàn ông là MC như anh không? Phải nói thế này này, trong những cái gia đình ấy, thì đa số những người thứ ba xuất hiện là phụ nữ. Có nghĩa là cái sự ngoại tình nó đến từ người chồng nhiều hơn. Cả chồng cả vợ đều có khả năng ngoại tình, nhưng mà cái tỷ lệ ngoại tình của đàn ông thì thú thực là luôn luôn cao. Theo tôi đoán thì ít nhất là nếu mà 10 phụ đàn ông ít nhất thì chiếm khoảng 6-7. Nên là cái việc mà người phụ nữ hoặc là nạn nhân của người thứ ba hoặc chính họ là người thứ ba đến những chương trình như thế này đông đảo hơn là điều trên thực tế là chắc chắn có. Tôi nghĩ rằng là họ không lựa chọn MC chương trình mà họ lựa chọn cái thái độ của mình. Họ có dám nói hay không, còn cái chuyện nói với ai thì họ sẽ tính sau. Nhưng mà nếu khi họ biết là Lê Hoàng thì họ cũng sẽ có một chút e ngại, nhưng mà đồng thời một số tin tưởng. E ngại là bởi vì tôi nổi tiếng là nói thẳng thắn. Nhưng tin tưởng vì tôi xưa nay nói thật lòng là tôi cũng có một cái tiếng. Đó là tôi luôn luôn hay bênh vực những người phụ nữ. Cái đấy cũng chẳng phải tôi lựa chọn, đấy là không phải là cách PR đâu. Đấy là tôi có cái sống như vậy thật đấy. Theo anh Hoàng, giữa việc giúp xoa dịu nỗi đau và giúp người đó sáng mắt ra thì cái nào quan trọng hơn? Thú thực là tôi cho rằng sáng mắt ra quan trọng hơn. Bởi vì rằng cái xoa dịu nỗi đau thì nhiều người làm được lắm. An ủi thì bao giờ cũng đông. Nhưng mà chỉ cho họ là họ sai chỗ nào và chỉ cho họ là họ phải như thế nào thì khó hơn. Anh Hoàng nhận xét như thế nào về format và ý nghĩa của chương trình Người Thứ Ba? Cái format của Người Thứ Ba thì ta nghe rất là kinh điển. Và nghe là người ta biết ngay là cái mục đích của chương trình sẽ như thế nào. Cho nên là tôi cho rằng nó là một cái lựa chọn rất là chính xác. Vậy thôi. Trong cái cuộc sống hôm nay thì đôi khi cái vấn đề chúng ta nêu ra chúng ta cần chính xác cho người ta biết là chúng ta sắp nói cái gì và chúng ta định cái mục tiêu như thế nào là đủ. Chứ chúng ta không cần phải bóng bẩy hoặc là phức tạp nó ra. Còn ý nghĩa của nó thì khỏi nói rồi. Trong cuộc con người thì rằng là cái gia đình là vô cùng quan trọng. Và một trong những cái yếu tố mà xây dựng phá hoại hoặc là gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình thì đó là người thứ ba. Điều này nó không bao giờ cũ và nó sẽ muôn đời có mãi. Cho nên chúng ta đề cập đến nó cũng là một cái điều hợp lý. Trong một cái gia đình, nỗi khổ của đàn ông gây ra cho người vợ nó nhiều hơn rất là nhiều. Và thứ hai là chỉ cần bất cứ lúc nào mà nhìn ra đơn giản thì ta thấy rằng là hiện nay rằng là nếu mà có những nỗi khổ thì người vợ, người phụ nữ đa số là chịu nhiều hơn người đàn ông do tỷ thứ, nhưng cuối cùng cộng lại thì cứ là người phụ nữ bất hạnh hơn đàn ông nhiều lắm. Mặc dù anh là bên phái nam nhưng tại sao anh luôn bảo vệ và bênh vực phụ nữ ạ?
Chính xác thôi. Thứ nhất á, đây là một cái hiện tượng mà khách, nếu mà ta nghiên cứu nhiều về cái văn hóa gia đình thì ta sẽ thấy ngay, ví dụ như thế này này. Ở trên cái báo VN Express ấy, nó có cái mục gọi là tâm sự đó. Thì nếu các bạn đọc đi, thì 10 cái điều mà họ than phiền nhất về gia đình ấy, thì tôi thấy rằng là ít nhất là 7 điều là do phụ nữ viết. Đàn ông họ ít viết hơn. Cái là cái nỗi khổ mà trong một cái gia đình, nỗi khổ của đàn ông gây ra cho người vợ nó nhiều hơn rất là nhiều. Và thứ hai là chỉ cần bất cứ lúc nào mà nhìn ra đơn giản thì ta thấy rằng là hiện nay rằng là nếu mà có những nỗi khổ thì người vợ, người phụ nữ đa số là chịu nhiều hơn người đàn ông do tỷ thứ, nhưng cuối cùng cộng lại thì cứ là người phụ nữ bất hạnh hơn đàn ông nhiều lắm, bất hạnh nhiều lắm, rõ ràng. Cánh đàn ông, có một số người sau khi ly hôn tòa quyết định phải chu cấp cho con, nhưng hiếm ai làm được, thậm chí là nhận những đồng tiền ấy rất khó khăn. Anh nghĩ sao về vấn đề này? Chẳng hạn như khi ly hôn thì tòa hay tuyên án, tòa tuyên bố là ví dụ đa số là bị trường hợp thế này nhá, con sẽ đi theo mẹ. Con sẽ đi theo mẹ bởi vì cái văn hóa chúng ta là con đi theo mẹ này. Thứ hai là đứa bé nó hay thích đi theo mẹ vì nó mềm mỏng các thứ. Và ông chồng cũng muốn là cái bà cầm cái đứa con đi để cho mình tự do và dễ có người khác. Đấy. Nhưng mà tòa cũng hay tuyên bố là cái người cha phải chu cấp, nhưng mà chúng ta không có chế tài. Chúng ta có chế tài tuyên bố vậy thôi, nhưng mà người cha chu cấp hay không là hoàn toàn tùy thuộc vào cái lương tâm, cái đạo đức, cái giá trị xã hội mà họ có. Thì rất nhiều người sau đó trốn là thứ nhất có những người không có, và có những người thì là muốn có cái cô mới, có cô bồ mới, vợ mới, và có những người là vô trách nhiệm vậy thôi, có nghĩa là có đấy, tiền nhậu rất là ghê đấy, nhưng mà gửi cho con thì không. Và người vợ muốn có thì chả có cách nào khác, phải đến nài nỉ. Chứ còn ai mà những cái chuyện đấy lại ra tòa, nài nỉ thì đôi khi bởi vì người vợ đôi khi là quá túng thiếu, và thứ hai là nghĩ rằng là hơn mình nài cho con chứ không phải là nài cho mình mà sợ nhục. Thì dần dần người đàn ông là rất là tệ, là có cái kiểu là muốn cho cũng được, không cho cũng được, cho vào lúc nào cũng được, cho bao nhiêu cũng được. Thì cái điều này từ lâu rồi tôi đã nói thế này này, là cái chuyện mà trốn tránh trách nhiệm cho con á, đáng lẽ phải đưa vào trong luật và phải có chế tài. Có nghĩa rằng là nếu ở nước ngoài á, là họ trừ thẳng vào lương, và nếu anh trốn là người ta có thể bắt đấy. Còn ở mình thì không, toàn là kêu gọi không à, kêu gọi cái lòng nhân đạo, cái gọi là cái trách nhiệm không à, chúng ta không có. Chứ ở nước ngoài nếu anh trốn một cái đóng góp cho con, nếu người ta phân tích ra anh có thể không xuất cảnh được. Tôi đã có một người bạn ở Mỹ mà khi đi về Việt Nam ra đến sân bay thì bị giữ lại, là bởi vì sao, là người vợ cũ họ kiện rằng là không có đóng cái tiền cho con. Người ta gọi là khóa hết rất là nhiều con đường. Còn ở đây mình thì không có cái đấy, không có cái đấy. Người vợ đã khổ rồi, đã ly dị rồi, đã nuôi con một mình rồi, xin lại cái trợ cấp mà chính đáng của đứa con mình thì rất nhiều khi khó khăn. Và nhiều người phụ nữ sẽ sử dụng theo kiểu kiêu hãnh thôi, không cần nữa thì rất là thiệt thòi thôi. Và nhiều người đàn ông chỉ mong có câu đấy để chuồn. Mà khổ là thế này, không phải người nghèo chuồn đó nha, người giàu chuồn cũng cả đống ra. Thấy mới buồn cười. Phụ nữ Việt Nam nói chung rất là hiền hậu, khi họ đã có một gia đình và có một người chồng tốt rồi, họ không có nghĩ nhiều đến cái chuyện quan hệ bên ngoài đâu. Đàn ông mới là cái thủ phạm chính. Phải bỏ nó đi, không tập mày để nó một cách thô thiển như thế. Anh nghĩ sao về vấn đề có nhiều ông chồng ngoại tình, khi bị phát hiện thì lại đánh đập vợ? Ngoại tình có nhiều kiểu, có kiểu thương vợ nhưng mà ham của lạ, có kiểu là vợ già nên thích cô gái trẻ, có cái kiểu là lấy vợ do ép buộc không yêu nên ngoại tình, nhưng mà cũng có những cái loại là do căm ghét nên là ngoại tình. Tôi không có biện hộ cho bất cứ cái kiểu ngoại tình nào, nhưng tôi nói là nó có những cái nguyên nhân như vậy. Và khi có căm ghét ấy, và có lại còn thêm cái người chồng mà văn hóa thấp ấy, thì họ sẽ cư xử như thế thôi, sẽ đánh đập, sẽ hành hạ. Bởi vì nói thật ra là có những người là không có nhân tình cũng đã đánh đập rồi, thì có thì họ đánh đập thêm. Ngoại tình đa phần đều xuất phát từ đàn ông, luôn làm phụ nữ khổ. Anh nghĩ sao về quan điểm này? Ngoại tình thì tất nhiên là có hai phía, nhưng mà theo tôi biết thì 10 vụ thì có lẽ ít nhất là 7 vụ là đàn ông, bạn đàn ông trước, chứ còn không phải phụ nữ. Phụ nữ Việt Nam ấy, nói chung rất là hiền hậu,
và họ rất là bảo vệ. Nên là khi họ đã có một gia đình và có một người chồng tốt rồi, họ không có nghĩ nhiều đến cái chuyện quan hệ bên ngoài đâu. Đàn ông mới là cái thủ phạm chính. Đàn ông không có tiền không có tài nhưng họ lại rất gia trưởng, tại sao lại như vậy? Bởi vì người đàn bà của họ quá dại rồi, phải nói thật luôn. Cái đấy là do người vợ của họ quá kém, quá tội nghiệp. Không dùng chữ tội nghiệp ở đây cũng không chính xác. Và chính xác là có những người đàn bà quá nhẹ nhục, quá không hiểu rõ cái giá trị của mình. Những người phụ nữ như vậy, phải nói thật nhé, khó cứu vô cùng. Khó cứu vô cùng bởi vì họ đã bị một cái bất hạnh như vậy. Nghĩa là thế này này, họ không được cái lợi gì từ cái người đàn ông đó. Nếu mà nói thẳng thắn ra, mà họ vẫn cứ níu kéo, họ vẫn tự sống chung. Gần như là tôi là bất lực khi gặp những cái trường hợp như vậy. Đâu phải là mình cứ tìm ra con đường đúng mà họ theo đâu. Đúng không? Họ không đúng không gì. Bây giờ có những con người mà tôi thấy rằng tại sao lại phải sống với ông đó. Mà mình nói hết lời mà họ cứ sống thì giờ mình biết làm thế nào. Trong cái vấn đề đấy, chả lẽ giờ mình đâu phải cái loại người mà bảo rằng là phải bỏ nó đi không tắt mày, lại nói một cách khô thiển như thế. Nhưng mà có những người nghĩa là xã hội cứ kinh ngạc và tại sao lại phải sống với nó, mà người trong cuộc không trả lời được thì biết làm thế nào bây giờ. Các bà mẹ chồng luôn có quan điểm ngày xưa mình bị mẹ chồng khó nên giờ mình khó lại với con dâu. Anh nghĩ sao về quan điểm này? Đó là quá tệ. Chả có nghĩ thế nào. Đó là một cái sự trả thù số phận của mình. Như vậy thì hoàn toàn là không hợp với lại văn hóa hôm nay, hoàn toàn không hợp với thời đại. Nhưng mà cái chuyện trả thù thì có nghĩa là họ đã có một cuộc sống cay nghiệt rồi thì họ không cảm thấy rằng là cái người khác phải được hơn. Nhưng mà cũng có những người ngược lại nhá, họ ngày xưa rất khổ, rất là bị mẹ chồng hành hạ, thì sau này họ lại không như thế nữa vì họ đã hiểu cái nỗi khổ ấy rồi. Thì cái trường hợp đó cũng rất đông.